xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình văn hóa nhân bản đặc Việt Xin mời quý vị nghe bản tin sẽ xét xử thêm một nghi can vụ giết hai anh em ca sĩ vũ người Mỹ gốc Việt vì liên quan đến băng đảng ma túy. Tuần sau, tức là sau ngày 21 tháng 10 năm 2022, thì Jackson Rayvira sẽ bị xét xử trước tòa. Luật sư nói rằng. Rivera chỉ tham gia bắt cóc và đứng canh gác, không là người cầm dao đâm các nạn nhân hoặc thảy hỏa xuống sông. Tòa sẽ tiếp tục xử anh ta trong những ngày tới. Nếu bị kết tội, Rivera có thể lãnh án tù trung thân. Lật lại hồ sơ vụ án, vào năm 2014, dư luận tại thành phố Philadelphia từng rúng động khi nghe tin hai anh em họ Huỳnh bị nhẫn xuống sông cho đến chết một nạn nhân thứ ba đã thoát chết và nhờ đó nhà chức trách mới truy ra 6 người liên quan đến vụ án tàn ác này. Một trong 6 nghi can đang bị xét xử trước tòa trong tuần này, anh ta đóng vai trò nhẹ hơn so với các nghi can khác và là người duy nhất không phải gốc việc. Vụ án bắt đầu vào tháng 8 năm 2014, hai anh em Vũ Kevin Huỳnh 31 tuổi và Việt Huỳnh 28 tuổi cùng một người bạn là Tham Von 20 tuổi đã bị trừng phạt vì nợ 300.000 đô la tiền phân phối cần xa từ California. Tham Von là một cái tên có vẻ như là người Mỹ gốc Hoa Kiều. Vũ được mô tả từng là một ca sĩ tại Việt Nam mê cờ bạc và có nhiệm vụ thu tiền nợ tại một casino gần Philadelphia vì nhận cần xa để phân phối nhưng chưa thanh toán tiền khiến món nợ lên tới gần 300.000 Mỹ Kim Vũ cùng với em Việt bị lừa đến một ngôi nhà nơi họ bị nhốt trong một gara và bị đánh đập để đòi nợ hai kẻ ra lệnh đánh đập anh em họ Huỳnh là Lê Minh Tâm và Triệu Lâm Triệu Lâm được mô tả là một thành viên của băng đảng Batu Q tại New York tức là sinh ra để giết Tâm cũng là một thành viên của băng đảng này và từng quen biết Lâm từ New York, Lâm đã liên lạc với Tâm ở Philadelphia và nhờ anh ta thu tiền nợ ma túy của anh em họ Quỳnh. Trong thời gian bị nhốt trong gara, Vũ và Việt đã bị lột hết quần áo, trói tay chân, bịt miệng bằng băng keo và bị tra tấn suốt nhiều giờ bởi Jason Rivera 36 tuổi. John Đào 44 tuổi và Lư Trung 41 tuổi Cuối cùng hai anh em đã gọi người bạn Tham Phong Mang đến 40.000 Mỹ Kim Người này cũng bị bắt cùng với Vũ và Việt Kết quả điều tra cho thấy Triệu Lâm chỉ ra lệnh Bắt ba nạn nhân làm con tin Để nhằm mục đích đòi nợ mà thôi Nhưng Lê Minh Tâm Là người đã ra lệnh cho các đàn em Ban ba nạn nhân đi nhận chìm Dưới sông Chư Khiêu Ở miền đông tiểu bang Pennsylvania. Ba nạn nhân bị nhốt trong xe van, chở tới bờ sông. Họ bị quấn băng keo kín mà chân bị buộc xô đựng xi măng. Hai anh em Vũ và Việt đã chết đuối, còn tham vôn bò được lên bờ và sống sót. Kết quả giảo nghiệm cho tử thi cho thấy Vũ bị đâm 31 nhát và Việt bị đâm 10 nhát trước khi bị ném xuống sông tham vong bị đâm tám nhát và cũng bị buộc xô xi măng để chìm xuống nước nhưng tham vong đã may mắn bơi được vào bờ lúc sáng sớm chạy trên mặt đường trong tình trạng trần truồng và kêu cứu lời khai của tham vong đã giúp cho cảnh sát bắt được sáu nghi can sáu người đã bị truy tố tội bắt cóc và sát nhân liên quan đến cái chết của anh em họ quỳnh Ngoài năm người nói trên, nghi can thứ sáu là Nguyễn Minh Hải. Người này có nhiệm vụ đứng canh gác trong lúc các nạn nhân bị đánh đập và đưa ra tới bờ sông. Về kẻ chủ mưu Lê Minh Tâm, ông ta từng trốn qua tiểu bang Maryland và bị bắt vào năm 2015. Một năm sau, Tâm bị kết tội sát nhân và lãnh án tử hình vì là kẻ chủ mưu. Đến tháng 6 năm 2020, thì Tâm đã bị xử tử. Khi đó, ông ta được 51 tuổi. Còn Triệu Lâm thì đã bị bắt tại New York vào năm 2018 để trao đổi cho bản án nhẹ hơn. Ông ta nhận các tội tống tiền, buôn ma túy và chủ mưu vụ bắt cóc. Nhân vật này, nay đã 50 tuổi, đang bị giam trong nhà tù tại tiểu bang Green County. Trong ba người còn lại, chưa rõ trên đào sẽ bị xử lúc nào. Nguyễn Minh Hải thì đã nhận tội. Người duy nhất chưa bị bắt là Lưu Trung. Người này được cho là đã trốn về Việt Nam Ca sĩ Vũ là ai? Dư luận đồng đoán anh em họ Quỳnh và người anh tên Vũ Tức ca sĩ Thái Phong Vũ Theo báo Một Thế Giới Thái Phong Vũ tên thật là Quỳnh Ngọc Vũ Sinh năm 1983 Từng là cái tên quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam Ca sĩ Quỳnh Ngọc Vũ có sở hữu vẻ ngoài khá điển trai cùng giọng hát trầm ấm khi còn ở Việt Nam Thái Phong Vũ là lựa chọn quen thuộc của bầu xô trong những show diễn tại miền Tây Thái Phong Vũ đã cho ra mắt album là chàng trai dễ thương chuyện tình chàng mù vườn hồng năm xưa khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao anh ra nước ngoài sinh sống cùng với gia đình theo truyền thông tại mỹ đưa tin nam ca sĩ thái phong vũ qua đời do bị truy sát anh cùng với người em của mình bị giang hồ chém dẫn đến tử vong tuy nhiên gia đình thái phong vũ phủ nhận điều này và cho biết anh qua đời do tai nạn giao thông vì truyền thông tại mỹ không đưa hình ảnh nạn nhân cho nên ca sĩ quỳnh vũ ở trong bài báo và ca sĩ Thái Phong Vũ của Việt Nam mà khán giả biết có phải là cùng một người hay không thì cái điều đó chưa có thể khẳng định được chúng ta chờ đợi trong thời gian tuần tới để xem kết quả xử lý đối với người càng mới nhất này như thế nào cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.